Rồi bấm đi. Rồi. Thấy chữ sáu không? Hai. Rồi lấy mặt cho. Hai, chào các bạn á. Các bạn ở trên chân thành đây á. Hôm nay thành tay giới thiệu bạn về một cái video giới thiệu về những con bò pháp lai mình đang nuôi các bạn. Đây là cỏ nè, cỏ mới cắt xong, bây giờ mình sẽ cho bạn nha. Mời các bạn theo chân mình nha. Đây cho bọn cỏ nha các bạn. Ơi cho nè cầm vô. Đây đây nha các bạn ơi. Đây là giống pháp nha, pháp xích manh á, mình nuôi được 3 con, này nó cũng lớn rồi, bạn thấy không, bò ăn rất mạnh nha. Cái này là có do nha các bạn, như là vi trước tôi chịu thử gì các bạn á, chịu có do nè, có tốt cho bò nha. Đây, các bạn thấy, bò, tôi giới thiệu cho nét các bạn trước cái phương cách, cái phương cách mình chăm bò đó. Thì như sáng á, tôi sẽ cho bò uống nước nè, nước bằng sao nè, cám thức ăn với muối với chú sim mình á, chú sim mình tận dụng cho ăn các bạn. Mình cho uống bò uống sáng rồi mình sẽ bỏ cho bò đói tới tầm giờ này, tầm 1 giờ rồi tôi sẽ cho bò ăn từ đây tới sáng hôm sau. Thì chiếc sáng lúc mà bò ăn với các bạn, sáng bò sẽ ở lại nhai cái phần cỏ lần lại. Mình đợi cho tới trưa khi bò sẽ đói hẳn mình cho ăn, bò sẽ ăn hết phần gốc luôn. Các bạn thấy không, 3 con đều nhau hết. Con này là pháp kem, con này là pháp vàng, 2 con cũng pháp vàng các bạn. Đây là giống con pháp lai nha, con bên này là pháp vàng, pháp kem đặc trưng. Các bạn thấy không, 3 con thôi. Con đang độ chúng ta nha, đây nè, các bạn thấy không. Để mình sẽ tiến camera đừng cho các bạn quan sát cho kỹ về 3 con bò này nha. Đây chú bên đây là chú pháp vàng, chú bên đây là chú pháp vàng luôn, bên đây là chú pháp kem nha cho em bạn. Đây mình bỏ cho đói hót bên nó không cỏ nè các bạn thấy không, khi mình cho ăn lại bò ăn rất mạnh các bạn thấy không. Đây mình sẽ cho ăn từ đây cho tới sáng hôm sau nha. Đây buổi sáng mình đã bỏ liên tục rồi, các bạn thấy không. Đây các bạn thấy chưa, các bạn thấy không. Đó mình sẽ cho bò ăn sáng hôm sau nha, mình phải rồi. Mình nuôi á, mình nuôi số lượng nhiều các bạn, bò nó sẽ chanh nha các bạn, có phần cỏ nữa, có sườn sẽ không có. Nếu mà mình nuôi ít á, bò sẽ có kén ăn, nó chừa gốc rất nhiều, có sườn nhiều. Con này ăn kéo ra dữ vậy. Đó. Về cái đặc biệt về cái giống bò pháp nha các bạn, bò pháp nó ăn mạnh, sinh trưởng mạnh và lớn nhanh hơn so với cái giống bò lai xin thông thường. Bò thì mình nuôi tầm khoảng 1 năm là mình cho sức xuất chuồng. So với cái hoạch thời gian tới thì cái lượng cỏ của mình nó trồng ngày càng lên á, thì mình sẽ bắt thêm bò các bạn, nuôi bò mình nuôi chính chuồng. Có cái chuồng mình hiện tại giờ mình nuôi khoảng tầm 6 con. Đây nè, tôi sẽ quay cái nét cái video cho nó rõ tí xíu. Nó rõ xíu, các bạn tham quan rõ xíu nha. Đây là cột mình đổ bê tông các bạn. Tôi sẽ khai quát về một đôi nét về cách sử dụng chuồng. Đây, ở trên tôi sẽ lập bằng tôn này.
Các bạn thấy to vậy chứ xung quanh bên tôi nè có rất nhiều cây xanh. Cây xanh nó sẽ hạn chế nắng mát cho bò. Đây con ở đây con mắc kem các bạn. Đây. Đó. Riêng mà cái phân á là tôi hốt tôi bỏ một bên. Bỏ bên đây. Tôi sẽ để cho nó quay một cái phân này nè, tôi sẽ đem tôi rải cho đủ. Còn mình dọn chuồng á mình cho sạch chuồng thôi chứ cái phân là mình phải hốt sẽ sạch sẽ nha. Còn đây đây là những cái phần mà có dư các bạn. Có dư bò ăn ra có, mình gom lại. Mình phải về vệ sinh chuồng trại cho sạch sẽ nha. Xe sáng là tôi vệ sinh chuồng trại cho sạch sẽ. Kể cả cái máng bò ăn luôn nha. Các bạn thấy không? Con này đã phát kem nè. Bữa nay lớn 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 nhiều rồi. Tôi bỏ đói sáng giờ nên cái hồng cỏ nó bị hót. Các bạn thấy không? Bò ăn rất mạnh nha. Không có kén cỏ. Đó. Trung bình á thì một ngày tôi sẽ cho ăn cho nó khoảng 5 giác, ba con ăn 5 giác cỏ. Giác cỏ tôi trung bình khoảng 35 kg nha. Hiện tại buổi sáng tôi ăn bò là 2 giác. Nếu các bạn bỏ cỏ nhiều quá, bò sẽ gây ra giống như cảm giác ngán á. Ngán nên bò sẽ ăn phần non, còn cái phần già sẽ bỏ lại. Mình cho bò ăn ít vậy bò sẽ ăn hết nha các bạn. Thì khoảng 30 phút sau tôi sẽ bỏ cái bó cỏ còn lại cho bò nó ăn hết. Rồi buổi chiều là tôi bắt đầu cho ăn bò ăn là từ 7 giờ. 7 giờ tôi bỏ một cử và cái cử cuối cùng kết thúc là 9 giờ, 9 giờ tối. 9 giờ tối tôi bỏ cho cử cho bò ăn cho sáng hôm sau nha. Đây các bạn thấy không? Nếu các bạn mà muốn về cái kỹ thuật chăm bò hay là cái cách mà chọn bò giống để có những con bò tốt to con á, mang lại cái phẩm chất chất lượng thịt cao á, thì các bạn có thể liên hệ qua trang YouTube á, của Thanh Miền Tây á, bằng cách đăng ký theo dõi, like và comment bên dưới á. Và từ đó Thanh Miền Tây sẽ trả lời những thắc mắc về các bạn về cái thực nuôi bò chăm bò, từ khâu chọn con giống cho đến đầu ra thu hoạch nha các bạn. Đây. Tôi mong cái video của tôi phát lên YouTube á, các bạn sẽ hiểu rõ hơn về cách chăm bò để cho mình nuôi bò ngày ngày càng có lợi nhuận cao nha các bạn. Thanh Miền Tây sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm trong thực tiễn hàng ngày của mình á, từ việc cũng như là làm vườn hay chăn nuôi này kia đó. Nếu các bạn có nhu cầu cứ liên hệ trang Miền Tây, mình sẽ hướng dẫn cụ thể cho các bạn. Nếu các bạn mà thấy video của mình hay hay nha, nhớ đăng ký like theo dõi để cho Thanh Miền Tây có những động lực làm những video tiếp theo các bạn. Đây là cỏ. Đây là cỏ mía nha. Cỏ này là rất giàu dinh dưỡng và chất đạm nha các bạn. Đây. Buổi sáng mình sẽ ăn cỏ cho cỏ mía hoặc cỏ tạp, buổi chiều là mình cho bò ăn và khi cỏ vô luôn. Các bạn thấy xung quanh chuồng mình trồng nhiều cây xanh rất mát. Nè các bạn thấy không? Bên mình bên đây là con này là con pháp pháp vàng nha. Mình sẽ coi cho bạn coi từ phần sân bò lên nè. Tại sao bò pháp? Tại các bạn thấy không? Cái giống đít bò rất nâng. Đây, đít rất nâng thấy không? Các bạn thấy đít nâng không? Đó. Đây mình dội bò sẽ cho xuống cao này. Mình chỉ dội cái phần mà cặn lại thôi. Cái phần phân là mình sẽ hốt mình đủ quay một để mình sử dụng cho cái việc mà bón cho cây chôm chôm tôi đủ hạt cam nha. Đây các bạn thấy không? À còn đây. Các bạn thấy không? Các bạn có thể nhận xét tuổi bò qua cái độ tuổi như là phần đuôi hoặc cái phần mà trứng giấy bò các bạn. Các bạn thấy trứng giấy bò nó bé không? Là chứng tỏ là bò là còn rất tơ. Ba con này mình nuôi được khoảng 6 tháng rồi. Mình tầm khoảng 5 tới 6 tháng nữa mình sẽ cho xuất qua lứa này cho mình sẽ tiếp tục với lứa khác nha các bạn. Tầm tầm cái này giờ là trung bình khoảng 35 tới 38 triệu con đó nha. Đó. Các bạn mà xem video á, thấy cái bổ ích hay hay gì đó thì nhớ đăng ký theo dõi và like kênh Thanh Miền Tây á, để cho Thanh Miền Tây có động lực để làm những cái video tiếp theo các bạn. Đây mình sẽ xem toàn róc nha các bạn. Đó.
Đây, các bạn thấy mê không? Ba con. Còn bên đây là bò Pháp tuy sừng nó dài nha. Các bạn thấy sừng nó dài vậy đó, nhưng mà tới cái độ tuổi trưởng thành nó vẫn như thế thôi, nó không dài hơn nữa. Cái sừng nó đã dài sẵn lúc nhỏ rồi, tới lúc lớn đó, cái sừng nó sẽ không dài, nó chỉ to lên, nó to nó phát triển theo cái bộ phận xương đó thôi. Nãy giờ thấy miền Tây giới thiệu cho các bạn đôi nét về một số cái phương pháp mà chăm chăm bò để cho bò nó sinh trưởng tốt á. Nãy giờ mình giới thiệu các bạn rồi, các bạn xem thấy mà thấy hữu ích hay là muốn học hỏi kinh nghiệm hay là cần biết thêm điều gì đó từ video này á, các bạn có thể là like đăng ký theo dõi và comment bên dưới để ý kiến á, rồi thay mình sẽ trả lời ý kiến tất cả của các bạn. Về cái kỹ thuật nuôi bò, mình tham gia quan nãy giờ cũng đã nó lâu hết các bạn, chúng mình sẽ tạm biệt video ở đây. Thanh miền Tây hẹn gặp lại các bạn ở một video nhất. Các bạn xem video Thanh miền Tây á, thấy hay hay nhớ đăng ký theo dõi và like kênh Thanh miền Tây nha. Thanh tạm chào, thân ái tạm chào các vị các bạn.